đại lão hòa thượng thượng tịnh hà không giảng bộ đại kinh khoa chú này là lần thứ tư được mọi người khắp nơi trên thế giới nhiệt tình hưởng ứng pháp sư thích giác nhàn từ lâu đã đi theo đường lối của hòa thượng thượng tịnh hà không pháp sư thích giác nhàn có tâm nguyện muốn giới thiệu bộ đại kinh khoa chú giảng lần thứ tư này đến với tất cả hành giả tịnh độ để bày tỏ lòng tri ân đối với Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Kính mong những hành giả tịnh độ hữu duyên gặp bộ địa giảng này phát bồ đề tâm, chân thật, vâng lời và thực hành theo thì sẽ có hữu ích trên lộ trình tiến tu và thành tựu đạo nghiệp để một đời vãng sanh Tây Phương bất thoái thành Phật sau đó, thường nguyện tái lai, cứu độ chúng sanh, báo Phật ân đức. Pháp Sư Thích Giác Nhàn Kính Ghi Ngày 15 tháng 7 năm Giáp Ngọ 2014 Viện Chuyên Tu Đức Trọng Lâm Đồng Đà Lạt Việt Nam A Di Đà Phật Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 21 Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Đây là bộ khoa chú Giảng lần thứ tư Khi Ngài ở vào độ tuổi gần chín mươi các vị pháp sư các vị đồng học xin mời ngồi Mời mọi người cùng tôi quy y tam bảo A à xà lê tồn niệm Ngã đệ tử diệu âm Thủy tòng kim nhật Nải chí mạng tồn Quy y Phật đà Lưỡng túc trung tôn Quy y đạt ma Ly dục trung tôn Quy y tăng già Chư chúng trung tôn A xà lê tồn niệm Ngã đệ tử diệu âm Thủy tòng kim nhật Nải chí mạng tồn Quy y Phật đà Lưỡng túc trung tôn Quy y đạt ma Ly dục trung tôn Quy y tăng già Chư chúng trung tôn A xà lê tồn niệm Ngã đệ tử diệu âm Thủy tòng kim nhật Nải chí mạng tồn quy y Phật Đà lưỡng túc trung tôn quy y Đạt Ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn mời xem đại kinh hoa chú trang 178 đếm ngược từ hàng thứ ba Thêm từ chú giải của niệm lão Hơn nữa, mật tông Chú trọng nhất là phát bồ đề tâm Giáo điển Bồ đề tâm nghĩa dạy Bồ đề là cái gốc để thành Phật Đại sự nhân duyên Không điều nào hơn được nó Sách bồ đề tâm luận lạ giảng bồ đề tâm này hàm chứa pháp công đức của hết thảy chư phật nếu tù chứng xuất hiện thì làm đạo sư của hết thảy nếu quay về gốc thì là cõi mật nghiêm chẳng đứng dậy khỏi tòa mà thành tựu hết thảy phật sự mật tông vào thời đại này cũng rất thịnh hành nhất là ở nước ngoài chúng tôi gặp được rất nhiều lúc tôi mới bắt đầu học phật đã từng theo chương gia đại sư ba năm đây là một vị đại đức trong mật tông một trong bốn vị hoạt phật lớn của trung quốc được truyền thừa từ tây tạng nền tảng học phật của tôi là do vị lão nhân này thiết lập cho tôi. Mật tông quan trọng nhất là phát đại bồ đề tâm. Bồ đề tâm nghĩa trong kinh điển Mật giáo nói bồ đề chi tâm thành phật chi bổn đại sự nhân duyên mạc quá ư thử câu nói này là thật bạn xem trong tịnh nghiệp tam phước phước thứ ba câu đầu tiên là phát bồ đề tâm đó là đại thừa tịnh nghiệp tam phước phước đầu tiên là phước báo thế gian phước báo nhân thiên phước thứ hai là phước báo tiểu thừa phước thứ ba là phước báo của đại thừa câu đầu tiên trong đại thừa đây là dạy cho chúng ta phát bồ đề tâm bồ đề tâm là chân tâm thành phật là sự thật Trần chính không phải là giả Trên Kinh Kim Cang có nói với chúng ta Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh ở thế gian thì mọi thứ đều là giả. Vậy còn Bồ đề tâm thì sao? Bồ đề tâm là thật. Vậy chúng ta dùng là cái tâm gì? Không phải Bồ đề tâm. Chúng ta dùng là vọng tâm. Bồ đề tâm là chân tâm. Bồ đề tâm là giác, giác mà không mê. cái tâm chúng ta dùng là tâm mê mà không giác việc này phải làm cho rõ ràng mê mà không giác là tâm của lục đạo phàm phu mê quá nghiêm trọng rồi ngay cả thiện pháp của thế gian cũng mê rồi đều không chịu làm cái này chính là mê một cách thái quá rồi. Thế gian Pháp chính là trong lục đạo luân hồi có thiện có ác. Đoạn ác tu thiện thì kiếp sau có thể sanh vào tam thiền đạo. Nếu như không biết đoạn ác tu thiện nhất mực vẫn quen tùy thuận theo tập khí của bản thân vẫn đang tạo ác nghiệp thì quả báo của kiếp sau nhất định là ở tam ác đạo trên kinh luận dạng rất rõ ràng giảng được rất nhiều tâm tham thì đọa vào ngạ quỷ tâm tham, tham là nghiệp nhân của ngạ quỷ chỗ này cần phải chú ý là nói về tâm không phải luận về sự hay nói cách khác chúng ta ở trong cuộc sống làm việc đối người tiếp vật Là dùng cái tâm gì? Nếu như cái tâm dùng là tâm tham Tham danh, tham lợi Tham tài, tham sắc Hoặc là tham Phật Pháp Tham Phật Pháp cũng không được Toàn là đường ngạ quỷ phật pháp theo thế gian pháp mà nói dùng tâm tham để học phật pháp phật pháp là thiện pháp nhưng bạn dùng tâm tham để học tâm tham thì chiêu cảm ngạ quỷ trong ngạ quỷ có thể ít chịu tội một chút so với tham tài tham sắc cái đó thì nghiêm trọng hơn điều đó đã tiếp cận với đường địa ngục cho nên phật pháp cũng không thể dùng tâm tham để học phật pháp phải dùng tâm gì để học dùng bồ đề tâm học thì đúng rồi dùng bồ đề tâm học thì sẽ thành phật cho nên nói bồ đề tâm là thành phật chi bổn Đại sự nhân duyên, đại sự này chính là việc liệu sanh tử thành Phật đạo. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, đây là đại sự nhân duyên. Nhất định phải dùng Bồ Đề Tâm. Phía trước đem Bồ Đề Tâm nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Tịnh Độ Tông nói, phát bồ đề tâm nhất hưởng chuyên niệm nhất định sẽ vãng sanh cực lạc thế giới trong bồ đề tâm luận cũng có nói mấy câu như vậy thử bồ đề tâm năng bao tạng nhất thiết chư phật công đức pháp cố câu này là thật bồ đề tâm không phải là hiện tượng vật chất ngũ căng của chúng ta duyên không tới được ngũ căng là mắt tai mũi lưỡi thân duyên không tới được đây là vật chất vật chất chỉ có thể duyên được sắc tướng có thể duyên được xác thành hương vị xúc cái này duyên được trong các pháp có một phần vật chất có một phần là phi vật chất giống với phật pháp thì bồ đề tâm pháp cái này là phi vật chất nhưng đây cũng chính là nói về tự tánh tự tánh không phải là vật chất trong này bao gồm pháp công đức của tất cả chư phật ngài huệ năng đại sư nói với chúng ta ngài nói nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ đầy đủ cái gì? Đầy đủ tất cả pháp công đức của tất cả chư Phật. Đầy đủ công đức trí huệ của tất cả chư Phật. Trong pháp công đức bao gồm trí huệ, đức năng tướng hảo. Không có thứ nào không bao gồm ở trong đó. Cho nên chân thực phát Bồ Đề Tâm chính là vạn pháp đều đầy đủ. Phát cái tâm này rồi thì làm thế nào để chứng đắc? Pháp môn tịnh độ tông vô cùng vi diệu. Một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật. Vãng sanh đến thế giới cực lạc thì bạn liền đạt được liền chứng được không nhận chứng được hơn nữa còn có thể nói là chứng đắc một cách viên mãn đây là đắc lực do bổn nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì Chúng ta không có dùng thời gian dài để đi tu hành. Đến thế giới cực lạc thì liền chứng được. Phía sau nói, nhược tu chứng xuất hiện, vãng sanh đến thế giới cực lạc thì liền xuất hiện. Ngày nay chúng ta tu hành, cái ý này chính là nói bạn cần phải dùng chân tâm, cần phải dùng Bồ đề tâm. Bồ đề tâm tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Trong tâm của chúng ta không có sự chân thành tâm không thanh tịnh tâm không bình đẳng trong tâm vẫn là mê mà không giác cái tâm này là tâm luân hồi làm việc gì cũng đều không ra khỏi luân hồi niệm Phật cũng không thể ra khỏi luân hồi bạn dùng là tâm luân hồi là dùng cái tâm sai lầm nguyên nhân chính là vì như vậy cho nên người niệm phật thì nhiều mà người thật sự vãng sanh thì không nhiều sáu mươi năm trước Lão Sư Lý thường cảm thán nói Liên hữu Các liên hữu của liên xã Đài Trung Trong 10.000 người Thật sự có thể vãng sanh Chỉ có 3 người, 5 người 5, 3 người Ngày nay sau 60 năm Trong 10.000 người niệm Phật thì đại khái chỉ có khoảng một hai người. Là do nguyên nhân gì? Do dùng tâm, sai rồi, không có dùng bồ đề tâm. Bồ đề tâm chính là dùng chân tâm. Một cái thật thì tất cả đều thật. Chúng ta dùng chân tâm niệm Phật, Vậy thì cũng dùng chân tâm để sinh hoạt. Dùng chân tâm làm việc. Dùng chân tâm để đối người tiếp vật. Một cái thật thì tất cả đều thật. Cái này hữu dụng. Cùng với Tây Phương cực lạc thế giới, cảm ứng đạo giao. Bởi vì cái thế giới đó là thật, không phải là hư giả. Giả thì là Pháp sanh diệt Thật thì không sanh không diệt Vọng tâm của chúng ta là Pháp sanh diệt Niệm trước diệt thì niệm sau sanh Chân tâm thì không sanh không diệt Chân tâm nhất định có nhưng bạn không nhìn thấy được làm sao mới có thể thấy được mắt thấy sắc tai nghe tiếng thấy được rõ ràng nghe được rõ ràng đây là chiếu kiến trí huệ chiếu kiến thì quá rõ ràng. Không có khởi tâm, không có đồng niệm, đây là chân tâm. Thấy sắc nghe tiếng mà khởi tâm đồng niệm là vọng tâm. Đây là đem thật và vọng, đơn giản phân loại ra sự khác biệt. Chúng ta trong cuộc sống thường ngày Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần ở bên ngoài, phải tận lực thực sự làm cho được không khởi tâm không đồng niệm, vậy thì chúc mừng bạn, bạn thực sự đã phát đại Bồ đề tâm. Bạn rất muốn vãng sanh cực lạc thế giới. Bạn có thể đi bất cứ lúc nào. Một khi phát Bồ đề tâm là bạn đã liên thông với A Di Đà Phật rồi không còn chướng ngại nữa muốn lúc nào đi thì lúc đó đi hơn nữa phẩm vị còn rất cao đây thật là hiếm có vậy chúng ta có thể làm được hay không làm không được, nói rõ ràng rồi, cũng không làm được. Tại vì sao? Vì chúng ta thấy sắc nghe tiếng, vẫn là khởi tâm đồng niệm. Khởi tâm đồng niệm. Thì cái tâm này là vọng tâm. Là A-lạ-gia, mạc-na và ý thức thứ sáu. là do các tâm đồng thời khởi tác dụng chúng ta cần nỗ lực tận lực đem những loại vọng tâm vọng niệm này làm giảm bớt thì đây là điều tốt loại vọng niệm này càng mỏng thì càng tốt chúng ta sẽ càng gần với chân tâm hơn phải làm mỏng đi làm cách nào để mỏng đi phải biết tất cả pháp là giả không phải thật phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng phải biết được chân tướng của cái tướng giả như vậy thì phải làm sao? Đó là chúng ta thấy sát nghe tiếng Họ giống như Phật Bồ Tát Tùy duyên diệu dụng Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Nhất định không thể đem cái tướng giả vào trong tâm Đây chính là Tu học Bồ Đề Tâm Bồ Đề Tâm là vốn có không phải từ bên ngoài đến đây là chân tâm vọng tâm vốn dĩ không có mê rồi thì chân tâm mới khởi ra một cái vọng tâm rất không may chúng ta ngày nay lấy vọng tâm làm nhà không còn thấy bồ đề tâm nữa không phải thật là không thấy mà là do không khởi được tác dụng phát hiệu hay ra lệnh đều là do tam tâm hai ý tam tâm chính là a lạ gia mạc na và ý thức gọi là tam tâm hai ý chính là thức thứ bảy và thức thứ sáu là hai ý thứ sáu là ý thức thứ bảy là ý căn Cảnh giới là Do tam tâm hai ý tạo Chính là luân hồi Chính là lục đạo luân hồi Đều là giả cả Nếu chúng ta đem tam tâm hai ý Chuyển lại được Thì lục đạo sẽ không thấy nữa Giống như những gì trong Kinh Kim Cang nói Lục đạo là cái gì? Là mộng huyễn bào ảnh sau chuyển lại được rồi, thì tìm vết tích của lục đạo cũng tìm không thấy, thật giống như nằm mơ vậy, tỉnh lại rồi thì cảnh trong mơ ở đâu, tìm không thấy, mãi mãi cũng tìm không thấy. Đây gọi là chuyện tám thức thành tứ trí. Tám cái thức này chỉ có chuyển, không thể diệt. Tại vì sao? Vì chân vọng là một không phải hai. Nếu như tám thức diệt mất rồi thì tứ trí cũng không còn nữa. Vậy thì tự tánh cũng không còn nữa. Tự tánh là mãi mãi tồn tại, không sanh không diệt. Còn tám thức là pháp sanh diệt pháp sanh diệt là do không sanh không diệt biến hiện ra cho nên tự tánh là thể tam tâm hai ý là huyền tướng là huyền tướng của sanh diệt chúng ta cần phải biết điều này bạn không quan tâm nó thì chẳng có việc gì lúc tiếp xúc với tướng của căng trần lại không làm được không khởi tâm không đồng niệm đây không phải việc mà Phàm phu có thể làm được không phân biệt không chấp trước thì có thể làm được không phân biệt không chấp trước mà thành tựu thì có lậu Thiện có lậu thiện là thanh văn duyên giá và tam thừa bồ tát trong biệt giáo là thập trụ thập hạnh thập hồi hướng nếu như không khởi tâm không đồng niệm đó gọi là vô lậu pháp vô lậu mà thành tựu được cao thì đó là Pháp Thân Bồ Tát Trong Thiền Tông Gọi là Minh Tâm Kiến Tánh Kiến Tánh Thành Phật Là cái cảnh giới này Cảnh giới này cao Thập địa của biệt giáo Thì con đường đạo này thông suốt rồi Tám vạn bốn ngàn Pháp môn đều là con đường này. Vô lượng pháp môn cũng là con đường này. Vậy thì cần thời gian rất dài, rất dài mới có thể tu chứng được. Ngày nay chúng ta rất may mắn gặp được một lối đi đặc biệt Đạo dễ hành là đường tác. Đây chính là pháp môn tịnh độ. Phật nói với chúng ta, pháp môn tịnh độ chỉ có một, không có cái thứ hai. Tám vàng bốn ngàn pháp môn chỉ có một môn này vô lượng pháp môn cũng chỉ có một môn này một môn này rất dễ dàng thành tựu nhưng lại rất khó tin nếu như có thể tin thật sự có thể tin tưởng một đời này không ai là không thành tựu có hoài nghi đối với việc tu pháp môn này một đời này sao cùng vẫn là tiếp tục lục đạo luân hồi. Tại vì sao? Vì họ hoài nghi cho nên giác minh diệu hạnh Bồ Tát. Nói với chúng ta, tu Pháp môn này cần hội tụ đủ ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất không hoài nghi. Điều kiện thứ hai không xen tạp. Điều kiện thứ ba không gián đoạn. Đầy đủ ba điều kiện này Thì vạn người tu vạn người về Thì chúng ta liền hiểu được Niệm Phật mà không thể vạn sanh Là do không hội đủ ba điều kiện này Thứ nhất có hoài nghi Thứ hai có sen tạp Lúc niệm Phật vẫn còn vọng tưởng thứ ba có gián đoạn niệm phật không thể liên tục có ba hiện tượng này thì bản thân cần phải đặc biệt đề cao cảnh giác đây tuyệt đối không phải chuyện đùa Ba thứ này sẽ chứa ngại bạn vãng sanh cực lạc thế giới. Nó lại kéo bạn trở lại. Vẫn là tiếp tục lục đạo luân hồi. Vậy thì quá đáng tiếc rồi. Chúng ta nhất định phải nghĩ ra phương pháp giúp đỡ cho mình để thành tựu bản thân. nhất định hy vọng bản thân trong một kiếp này được sanh đến tây phương cực lạc thế giới những điều kiện trong kinh nói chúng ta cần phải nhớ nỗ lực mà làm cho được biết được bồ đề tâm là bao gồm pháp công đức của tất cả chư phật biết được một câu danh hiệu này danh hiệu a di đà phật này cũng bao gồm pháp công đức của tất cả chư phật một câu danh hiệu này chính là tổng tên gọi của tất cả mười phương tam thể chư Phật. Ý nghĩa của Phật hiệu A Di Đà Phật đều là tiếng phạn. Nếu dịch thành tiếng Trung Quốc thì A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giá. Chính là vô lượng giá. Thế Tôn trong Kinh Di Đà có nói ra cho chúng ta ý nghĩa của danh hiệu A Di Đà Phật. Ngài dùng hai câu Vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng quang là trí huệ bát nhã có sẵn của tự tánh. Vô lượng thọ là tất cả vô lượng công đức Trong tất cả công đức, trong vô lượng công đức Thì thọ mạng là đức đầu tiên Không có thọ mạng thì tất cả đều vô ích Công đức gì cũng đều vô ích Cho nên thọ mạng là đức đầu tiên bạn phải có thời mạng thì có phước bạn mới có thể hưởng được, nếu không có thỏa mạng, phước báo của bạn dù có lớn thế nào cũng đều vô ích. Bạn xem có Phật hiệu này, có thù thắng không? Vì vậy trong tâm không được để những thứ khác, đem những thứ khác toàn bộ xóa hết đi. Không xóa bỏ hết thì không thể liệu sanh tử, không thể xuất tam giới. Trong tâm chỉ cúng dường cho mỗi A-di-đà Phật thôi. Ngoài A-di-đà Phật ra, cái gì tôi cũng không cần. Như vậy thì mới được. Như vậy thì mới vạn tu vạn người về. Trong một vạn người thì vãng sanh chỉ có một hai người ta có phải nằm trong số một hai người này không? Hồi đủ điều kiện thì là phải, không hồi đủ điều kiện thì là không phải. Giác minh diệu hạnh Bồ Tát là phàm phu trong thế giới của chúng ta. tịnh tông có một quyển sách nhỏ được truyền bá rất rộng rãi nói rõ sự tích của ngài quyển sách nhỏ này gọi là tây phương trực chỉ các ngài ở thế giới này đồng tu có tám người Cùng tu chung với nhau, tám người đều vãng sanh. Các ngài tuân thủ chính là ba câu này. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Các ngài như thế mà tu hành. Đem phương pháp tu hành thành tựu của các ngài truyền lại cho chúng ta. Cống hiến cho chúng ta để làm tham khảo. Tám người tu hành cùng với nhau đạo tràng không lớn, là một đạo tràng nhỏ. Nhưng thành tựu viên mãn. Tám người đều vãng sanh. Cho nên trang nghiêm đạo tràng không phải chỗ lớn nhỏ mà trong đạo tràng này thực sự có bao nhiêu người vãng sanh. Đạo tràng mà bạn kiến lập ở đây tiếp dẫn cứu cánh được bao nhiêu người vạn sanh cực lạc thế giới. Đây là công đức Nếu như một người vãng sanh cũng không có, vậy thì công đức của họ biến thành con số không. Họ tu được cái gì? Tu được phước đức. Vẫn là phước đức trong lục đạo luân hồi, không phải công đức. Phía sau nói, nhược tu chứng xuất hiện, tắc vì nhất thiết đạo sư. Xuất là xuất ly, Vãng sanh đến thế giới cực lạc rồi. Sanh đến thế giới cực lạc. Cái từ xuất hiện này cũng có thể nói là minh tâm kiến tánh. Tu đến lý nhất tâm bất loạn thì chính là minh tâm kiến tánh à, tác vì nhất thiết đạo sư họ có năng lực giáo hóa chúng sanh giống như phật không có chướng ngại chứng đắc như lai thạp lực và tứ vô ý thập bát bất cộng pháp phải dùng kinh hoa nghiêm để nói họ đắc được là bốn loại vô ngại lý vô ngại sự vô ngại lý sự vô ngại sự sự vô ngại giống như phật tại thế gian giáo hóa chúng sanh nhược quy bổn tắc thị mật nghiêm độ mật nghiêm độ là tịnh độ của mật tông cùng với cực lạc thế giới là giống nhau mật tông thì gọi là mật nghiêm tịnh độ tông thì gọi là cực lạc thế giới Những tông phái khá Theo như cách gọi hoa nghiêm Là trở thành hoa tạng thế giới Trên thực tế Là đồng một cảnh giới Người tu mật Mà vẫn sanh là đến mật nghiêm độ Học hoa nghiêm Là tới hoa tạng thế giới Niệm Phật thì vãng sanh cực lạc thế giới. Sau khi ba ừ. người đều vãng sanh rồi, đến nơi đó nhìn thấy, ông làm sao đến rồi? Ông kia cũng đến rồi. Ồ thì ra là cùng một nơi. Hoa Tạng chính là Mật Nghiêm, Mật Nghiêm chính là cực lạc. Tên gọi tuy không giống nhau, thì ra là cùng một nơi, đều đến cả rồi là một việc tốt Bất khởi ưu tòa Năng thành nhất thiết Phật sự à, Làm sao mà thành tựu Nhất thiết Phật sự chính là việc giáo hóa chúng sanh Mà không rời khỏi chỗ ngồi Mỗi, Mỗi một người vãng sanh đến thế giới cực lạc Đều là như vậy Bạn khi hoa khai kiến Phật Thấy được A-di-đà Phật A-di-đà Phật ở giảng đường giảng kinh dạy học Ở trong đó có chỗ ngồi của bạn Bạn ngồi ở trong đó Thực sự không có đứng dậy Nhưng bạn có năng lực đến mười phương thế giới Đi giáo hóa chúng sanh Là do bạn phân thân đi Phân được bao nhiêu thân? Phần vô lượng vô biên vô số thần. Tại vì sao? Vì mười phương thế giới có vô lượng vô biên vô số chư Phật sát độ. Mỗi một thân của bạn đến một sát độ đi lễ Phật. Lễ Phật là tu phước báo, là cúng Phật. Nghe kinh vấn pháp là khai trí huệ. Một vị Phật dạy bạn một pháp môn Vô lượng vô biên chư Phật Đồng thời dạy bạn Bạn liền đắc được vô lượng vô biên pháp môn Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Cần học như vậy thì mới được Nhanh chóng thành tựu Nếu phải đến đó cùng với từng vị Từng vị mà học thì bạn học đến năm nào Thì mới tốt nghiệp được là học đồng thời bạn có cái bản lĩnh này trong một đại học thì có mấy trăm ngàn học mỗi một ngành học đều là bốn năm mới tốt nghiệp mấy trăm ngàn học thì bạn cần thọ mạng dài bao nhiêu bạn mới có thể tốt nghiệp tất cả toàn bộ đều học xong Người cực lạc thế giới thì tiện lợi hơn nhiều. Có bao nhiêu ngành học thì phân mấy nhiêu thân. Mỗi một thân thì học một ngành, bốn năm thì có thể tổng tốt nghiệp rồi, toàn bộ đều học xong. Đến cực lạc thế giới thì liền có cái bản lĩnh này. Cho nên, Pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, hai cái nguyện này đến thế giới cực lạc mà đi thực tiễn. Còn hai nguyện phía trước thì thực tiễn ở đây. Thực tiễn hai nguyện phía trước thì bạn liền có thể vãng sanh đến thế giới cực lạc. Hai nguyện phía trước thì nguyện đầu tiên là phát bồ đề tâm. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Nguyện thứ hai là do thực tiễn của nguyện thứ nhất Phiền não vô biên thệ nguyện đoạn Chúng ta ngày nay cần phải đoạn phiền não Bạn xem xem, hoài nghi chính là phiền não Vọng niệm là phiền não Xen tạp vọng niệm thì xen tạp là phiền não. Đúng, lúc đúng, ngừng đúng. lúc tiếp cũng là phiền não. Đúng. Nên bí quyết niệm Phật của giác minh diệu hạnh Bồ Tát là không hoài nghi, không xiên tạp, không gián đoạn. Bổn Kinh chỉ dạy chúng ta phát bồ đề tâm nhất hưởng chuyên niệm chính là cái từ chuyên đó hoài nghi thì không chuyên rồi xen tạp cũng là không chuyên gián đoạn cũng là không chuyên giác minh diệu hành bồ tát giảng bá sự việc một chữ ở chỗ này đã đem ba sự việc này để bao gồm hết vào trong. Đó là nhất hướng chuyên niệm. Phía sau có nói hữu tán bồ đề tâm viết. Nhược nhân cầu Phật huệ thông đạt bồ đề tâm phụ mẫu sở sanh thân tóc chứng đại giác vị nói được rất hay. Giả sử một người phát tâm cầu Phật huệ trí huệ của Phật là nhất thiết chủng trí biện pháp giới hư không giới quá khứ hiện tại bị lai không có thứ nào mà các ngài không biết là trí huệ cứu cánh viên mãn điều này có thật không là thật tại vì sao vì vốn dĩ là có sẵn hãy nhớ lấy câu nói này vốn dĩ là có sẵn không phải từ bên ngoài đến vì sao hiện nay thì không còn nữa vì mê mất đi tự tánh rồi trí huệ không thể hiện tiền được khi đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì trí huệ liền hiện tiền. Nếu bạn không tin, bạn hãy tỉ mỉ mà quan sát Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì chúng ta biểu diễn, Ngài biểu diễn vô cùng chân thật. Ngài 19 tuổi. Thì từ bỏ quyền kế thừa vương quốc. Từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý trong cung đình. Ngài xuất gia đi tu, đi tu khổ hạnh, ngài đi tham học tất cả những tôn giáo, học phái của Ấn Độ ngài đều tiếp xúc qua. Ngài học tập vô cùng nghiêm túc. Trí huệ của ngài vô cùng cao, đã học hết 12 năm. 12 năm như thế nào? Ngài cảm thấy tất cả những gì học được đều không thể giải quyết vấn đề. đến năm ba mươi tuổi, thì ngài đem tất cả những gì học được buông xuống hết, nơi gốc cây bồ đề nhập định mà khai ngộ, trí huệ của ngài từ đó mà có, từ giới định huệ mà có, giới định huệ đều là từ tánh vốn có sẵn. Giới định huệ của tự tánh vốn đầy đủ viên mãn. Một khi khái ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì tất cả thế suốt thế gian Pháp đều thông đạt thấu suốt hết. Vậy là Ngài bắt đầu dạy học tại vườn Lộc Uyển dạy năm vị tỳ kheo Đầu tiên là nói tiểu thừa. Tiểu thừa chủ yếu là luân lý, đạo đức, nhân quả. Cổ Thánh Tiến Hiền của Lão Tổ Tông Trung Quốc hiểu được các vị ấy cũng là dùng cái này để giáo hóa chúng sanh Nhưng đạo tổ tông của chúng ta chỉ dừng lại ở cảnh giới này, không có nâng cao hơn. Nhân thiện hai đạo này là nằm trong lục đạo. Phật Pháp thì có nâng cao. Tiểu học của Phật giáo Tiểu thừa là tiểu học, học 12 năm. Sau 12 năm, thì tiếp tục không ngừng dạy, giảng phương đẳng, giống như là bậc trung học. Lên cao hơn nữa là dạy bát nhã, cỡ như là đại học. Phương đẳng là 8 năm, Bát nhã là 22 năm. Giảng về cái gì? Giảng về chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Sự thật là nhận thức được tất cả vạn pháp của vũ trụ làm cho rõ ràng, làm cho minh bạch tám năm sau cùng thì cũng tương đương sở nghiên cứu giảng pháp hoa niết bàn nói với mọi người tất cả các pháp đã nói trước kia đó là phương tiện mà nói là không ngừng giúp mọi người nâng cao đến kinh pháp hoa thì cuối cùng nói nói với bạn tất cả chúng sanh vốn dĩ là phật hội ba thừa lại thành nhất thừa nhất thừa chính là đạo thành phật mỗi một người đều thành phật rồi lấy được học vị cao nhất chính là học vị tiến sĩ Đây là giáo học viên mãn. Đây là chỗ mà truyền thống văn hóa Trung Quốc của chúng ta không đạt tới được, vẫn chưa tới được. Nhưng Phật giáo vào hai ngàn năm trước truyền đến Trung Quốc. Người Trung Quốc có phước báo Những gì mà cổ thánh tiến hiền Trung Quốc truyền lại Cũng không thu sút so với Á Hàm Hay nói cách khác Trên toàn thế giới Giáo học Của Tổ tông Trung Quốc Đã đem giáo dục nền tảng của Phật giáo Trồng xuống chắc chắn bạn xem phật giáo truyền đến trung quốc là vào giữa đời đường hán triều truyền đến trung quốc vào giữa đời đường một số vị đại sư của phật môn không còn cần đến tiểu thừa nữa tiểu thừa ở trung quốc có hai tông phái thành thật tông và câu xá tông hiện nay thì không còn ai biết đến giữa đời đường các vị tổ sư đại đức dùng nho cùng với đạo của trung quốc thay thế cho tiểu thừa được hay không được được có được thành tích rất tốt Các đời đường Tống Nguyên Minh Thanh xuất hiện rất nhiều cao tăng đại đức. Điều này chứng minh là không có vấn đề. Nho cùng với đạo là văn hóa bản địa của Trung Quốc, cùng với Đại Thừa hoàn toàn dung hợp thành một thể. Chân thật bất khả tư nghì, cho nên tiểu thừa ở trung quốc bị đứt đoạn mất rồi giới lục của tiểu thừa ngày nay phật giáo nguyên thủy ở sri lanka vẫn còn lưu giữ lưu giữ được tương đối hoàn chỉnh cũng không kém gì so với lúc phật đà còn tại thế chúng tôi đến sri lanka thăm viếng thèm thấy vô cùng hoan hỷ. cũng giống như nhìn thấy phật giáo nguyên thủy vậy nhìn thấy giáo học ban sơ của thế tôn đại thừa là cứu cánh viên mãn cứu cánh viên mãn ở trung quốc Đây chính là thông đạt Bồ Đề Tâm Dùng phụ mẫu sở sanh thân Tốc chứng đại giác vị Nhanh chóng chứng đắc đại giác Chính là thành Phật Đến nơi đâu để thành Phật Đến Tây Phương cực lạc thế giới thành Phật Thế Tôn vì chúng ta thuyết bộ kinh này Chuyên môn giới thiệu Cực lạc thế giới Giới thiệu vô cùng tỉ mỉ Để chúng ta sau khi đọc được Sanh khởi lòng tin sâu xa Thật tin Thật sự phát nguyện Cầu sanh tịnh độ Đem cái thân do cha mẹ sanh ra này Mau chóng chứng được quả vị đại giá Thực hiện được rồi Có được sự thực tiễn rồi Cái đoạn phía dưới này Trên Kinh Hoa Nghiêm nói tu các pháp lành mà quên mất bồ đề tâm thì là ma nghiệp phát tâm quan trọng chẳng thể ví dụ nguyên văn của đoạn này chính là chú giải bên dưới của niệm lão trong chú giải nói Vua của các kinh là kinh Hoa Nghiêm Các bậc đại đức xưa nay Của Phật giáo Trung Quốc Đối với tất cả Kinh của Phật Thích Ca Đã thuyết trong 49 năm Đặc biệt tôn trọng đối với Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Được xưng là vua của tất cả kinh Lúc tôi còn trẻ Ngài Phương Đông Mỹ Tiên Sinh Đã đem bộ kinh này giới thiệu cho tôi Thầy nói đây là Khái luận của Nhất Đại Tạng Giáo Nhất Đại Tạng Giáo chính là Phật học Vậy bộ kinh thư này chính là khái luận Phật học. Điều này quan trọng. Bộ sách này bao gồm hết toàn bộ Phật pháp. Tất cả các pháp được thuyết trong 49 năm đều trọn hết trong đó. lão sư đặc biệt yêu thích pháp môn này hình như cả một đời chưa rời khỏi bao giờ thật là có dụng tâm và cũng đặc biệt giới thiệu cho tôi Lúc còn trẻ tôi cũng vô cùng yêu thích. Lúc xuất gia tôi còn nhớ bộ đầu tiên mà mình mua. Trong Phật pháp gọi là thỉnh, thỉnh kinh. Thỉnh bộ đầu tiên chính là Hoa Nghiêm kinh Sớ Sao. Lúc đó có một lão cư sĩ là một cụ bà cũng dường cho tôi Một hồng bao Phần lượng đại khái cũng không ít Nhưng tôi không nhận Tôi nói rất muốn có một bộ hoa nghiêm kinh Sớ sao Bà hãy thay tôi thỉnh một bộ Thỉnh được ở Hồng Kông Là dạng sách đóng gáy Buộc chỉ Có 40 quyển Tôi vô cùng hoan hỷ Thách đông gáy bục chỉ này Là do đầu đời dân quốc in Tôi vô cùng trân trọng Xem mà không dám viết ký hiệu lên trên đó Tại vì sao? Vì quyển sách này cần phải lưu lại cho hậu nhân Chúng ta không thể làm hư hại lên thiện bổn này Vậy thì làm sao? Sau này tôi đem cái bản này đi in ra cái bản mà tôi in ra thì tôi có thể viết chữ lên đó. Nguyên bản này hiện nay đang để ở Âu Châu. Cái bản tôi dùng là do chúng tôi mới phiên ấn lại y theo cái bản cũ mà in in theo kiểu chụp ảnh. trong này có câu rất quan trọng nếu để mất bồ đề tâm thì dù cho có tu thiện phá thì cũng là đi vào đường ma chúng ta thường hay quên mất đi bồ đề tâm lấy vọng tưởng tạp niệm làm nhà bồ đề tâm không còn nữa dù tu tất cả các việc thiện cũng là ma nghiệp, tại vì sao? Vì bạn phải hiểu rõ chân tướng sự thật của lục đạo, đoạn tất cả ác tu tất cả thiện quả báo sẽ ở đâu? ở nhân thiên, nhân thiên ở chỗ nào? Không ra khỏi lục đạo luôn hồi tạo tất cả ác nghiệp thì đọa tam ác đạo. Tam ác đạo là tiêu ác nghiệp. Tam thiện đạo là tiêu phước báo. Tiêu thiện nghiệp. Không quản bạn là thiện nghiệp hay ác nghiệp, tất cả đều là tạo lục đạo luân hồi. Đây gọi là ma đạo. Ra không được lục đạo luân hồi. Hy vọng chúng ta hãy chú ý sự việc này. Ở thế gian thì làm thế nào? đoạn ác không chỉ đoạn cái tướng ác tu thiện cũng không chỉ tu cái tướng thiện vậy thì bạn đoạn ác tu thiện sẽ không tạo luân hồi việc này tốt đây chính là dùng bồ đề tâm bồ đề tâm là giác mà không mê cho nên đoạn ác tu thiện toàn là công đức nếu như vẫn là dùng cái tâm luân hồi của chúng ta hiện nay, thì đoạn ác tu thiện vẫn cứ không ra nổi lục đạo luân hồi. Đây gọi là ma nghiệp. Cố phát tâm chi yếu, bất khả ngôn dụ. Việc phát tâm quá quan trọng rồi. Việc phát tâm này, bình thường trong lúc tôi cùng chia sẻ với các đồng học tôi không có nói là bồ đề tâm tôi nói là chân tâm chân tâm chính là bồ đề tâm chân tâm là giác tâm giác mà không mê vọng tâm là mê mà không giác Vọng tâm thì tùy theo cảnh giới mà chuyển. Chân tâm thì chuyển cảnh giới mà không bị cảnh giới chuyển. Ở trong cảnh giới là như như bất động. Sự tướng, tùy duyên, tâm là như như bất động rõ ràng thấu suốt như như bất động đây là định là huệ như như bất động là định giác mà không mê là huệ cảnh giới cảnh duyên những sự việc của phương diện này đều thuộc về giới giới định huệ tam học giới chính là khởi tâm đồng niệm ngôn ngữ tạo tá có chừng mực có quy tắc Nghiêm trì không phạm Tâm ở trong cảnh giới Mà như như bất động Người niệm Phật chúng ta ngày nay Chúng ta chính là một câu A-di-đà Phật Phật hiệu Một câu nói tiếp một câu Không gián đoạn Không xen tạp tu thiện không xen tạp thiện đoạn á không xen tạp á tâm nhất định là tâm thanh tịnh là tâm bình đẳng vậy thì đúng rồi Hải Hiền Lão Hòa Thượng ở Chùa Lai Phật đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ngài một câu Phật hiệu đã niệm hết 92 năm. Chính chữ của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát Ngài làm được rồi. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, niệm phật là cuộc sống của ngài là công việc của ngài nghề nghiệp của ngài là một nông phu cái miếu nhỏ này không có thời tụng sớm tối bình thường. Ngài không biết chữ, bạn khóa tụng cũng không biết niệm. Ngài không có đọc qua kinh. Thời khóa sớm tối chính là niệm Phật lạy Phật. Chỉ có bốn người trong miếu nhỏ của ngài chúng tôi tin rằng ngài ngay cả chú mỏ cũng không biết sử dụng ở đào tràng của người khác có thời khóa sớm tối ngài ở bên cạnh niệm phật chuyên tâm đến cực độ Cho nên tôi tỉ mỉ quan sát trong đĩa Người này Sớm đã Minh tâm Kiến tánh rồi Trong Phật Pháp gọi là Lý nhất tâm bất loạn Ngài sớm đã đắt được rồi Tôi tin tưởng Ngài nhiều lần gặp được A-di-đà Phật Nhìn thấy Tây Phương cực lạc thế giới A-di-đà Phật không chịu tiếp Ngài vãng sanh Ngài có cầu qua mấy lần Phật kêu Ngài ở lại thế gian biểu phá Tin tức này là Ngài tự mình nói ra Nhất định không phải là vọng ngữ Chúng ta đối với lời nói của Ngài có thể tin tưởng Nhiệm vụ biểu pháp viên mãn rồi Phật liền tiếp dẫn Ngài đi rồi Ngài biết nhưng ngài không nói với người khác. Chỉ lộ ra thông điệp này, mấy ngày nữa là lão Phật gia sẽ tiếp dẫn tôi về nhà. Không có nói là ngày nào. Ngài chỉ nói mấy ngày gần đây thôi. Ngài nói lão Phật gia chính là A Di Đà Phật. Cho nên những lời nói đó Trong lời này có lời Bạn xem trước lúc vạn sanh một ngày Cả một ngày trong vườn rau làm việc Làm đến trời tối Có người thấy Ngài là Pháp Sư Trời tối rồi Có thể nghĩ rồi, đừng làm nữa Ngài nói với người ta như thế nào? Vẫn còn một chút làm xong rồi thì tôi không làm nữa. Mọi người cho là một lời nói bình thường. Đâu có biết rằng Ngài làm xong rồi thì thực sự không làm nữa. Tối hôm đó thì Ngài vạn sanh rồi. Đây đều là làm cho chúng ta xem Biểu pháp thật là biểu được quá hay. Là cái biểu pháp sau cùng. Chúng ta rõ ràng có thể xem ra được Ngài không biết chữ Đồ đề của Ngài có đem cho ngài một cuốn sách. Ngài hỏi sách gì vậy? Người đó nói sách này gọi là Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Ngài nghe được tên của cuốn sách này thì vô cùng vui mừng. Vui mừng đến không tả, giống như là bà bối muốn có được rất nhiều năm rồi. Rốt cuộc thì có được rồi, vô cùng hoan hỷ. Lấy bộ y phục mà Ngài yêu quý nhất mặc vào. Ngài nói, tôi mặc cái này. Ôm trên tay, sách ôm trên tay, mấy người chụp hình cho tôi. Biểu pháp sau cùng. Biểu pháp này xong, thì ba ngày sau vãng sanh. A Di Đà Phật kêu ngài trụ thế kêu ngài biểu pháp có phải là biểu cái pháp này không tại vì sao phải biểu cái pháp này hiện nay trong cái xã hội này vẫn còn không ít người phản đối bản hội tập này không bằng lòng tu pháp môn này Ngài đến làm chứng minh để mọi người bắt đầu phản tỉnh đối với bản hội tập của bộ kinh này sanh khởi tính tâm đối với chú giải của niệm lão sanh khởi lòng tin ngài đến là biểu cái này đồng thời cũng là là một cái chứng minh cho mọi người chúng ta những năm gần đây đại khái khoảng mười mấy năm. Y theo quyển sách này tu hành, không có sai lầm. Ngài biểu xong thì đi rồi. Bạn muốn đến tìm Ngài lý luận thì Ngài không còn rồi. Thật vô cùng ý vị. Vị lão nhân này tôi chưa gặp mặt qua. Tôi vẫn chưa minh tâm kiến tánh. Tôi không biết ngài, nhưng ngài biết tôi. cho nên tôi thường hay nói với mọi người một số phiên bản của cổ nhân đức hạnh trí tuệ và sự tu dưỡng văn tự của chúng ta đều không thể so sánh với bất kỳ một vị cổ nhân nào đối với những thứ của họ chúng ta lấy đâu ra tư cách mà đi phế binh bổn hội tập của vương long thư bổn hội tập của ngụy mạc thâm kỳ thực có một số cao tăng đại đức Đối với những bộn sách này có bất mãn bất bình Đó là do cái gì? Là do cách làm không đúng Vẫn còn tùy ý cải đổi văn tự Đây là điều cấm kỵ Không có nói là không được hội tập Nếu như nói không được hội tập Hiện nay công khóa Tụm tội trong tự miếu Bản khóa tụng chính là bản hội tập Vậy là không nên sử dụng rồi Tất cả những quyển sách về Kinh Sám Phật Sự Cũng là bản hội tập Vậy là toàn bộ không thể dùng rồi Vậy thì hiện nay tốt rồi, trong tự miếu khỏi có chuyện làm. Những bổng kinh mà vốn dĩ công khóa sớm tối phải đi tụng, không thể dùng những bổng kinh do Tổ sư Đại Đức biên tập rồi. Đây là do thiên kiến, thành kiến của chúng ta Điều này không có chính xác. Bộ hội tập này của Hạ Liên Cư dùng thời gian hết 10 năm. Hội tập thành bộ sách hoàn chỉnh này Phẩm thứ sáu là một phẩm quan trọng nhất Nói về 48 nguyện Ba người ở cùng nhau Hợp tác làm thành Là Huệ Minh Lão Hòa Thượng Hạ Liên Cư Lão Cư Sĩ Và Lão Cư Sĩ Mai Quang Hy Ba người trong thời gian ba tháng Hội tập một phẩm kinh này Trong văn tự của mai lão giảng được rất rõ ràng cho nên hiện nay kinh vô lương thọ tổng cộng có chín loại bổn sách chúng ta đều cần phải tôn trọng không thể phê phán chúng ta đâu có tư cách này bất luận đức hạnh tu trì trí huệ học vấn trong hán học những vị này đều giỏi hơn so với chúng ta chúng ta không cách gì sao bị được làm sao có thể phê bình người đứa cái này có sơ suất không phải là việc tốt thì thái độ của chúng ta chỉ có thể tôn trọng đối với việc bạn học bản hội tập nào tùy ý. Chính bổn hội tập đều tốt. Mỗi một bộ sách đều là dạy bạn phát Bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Bạn chỉ cần nắm chặt một câu này, vãng sanh thế giới cực lạc liền thành tựu rồi. Một câu này hoàn toàn không sai. Vậy chúng ta dùng một câu này là được rồi. Ai thành tựu vậy? Ba người của Chùa Lai Phật thành tựu chính là nhờ một câu Phật hiệu Phát Bồ Đề Tâm Nhất Hướng Chuyên Niệm chính là một câu này. Phát Bồ Đề Tâm thì làm sao giảng? Ngọc Ích Đại Sư giảng rất hay Tính nguyện trì danh Tính nguyện chính là phát bồ đề tâm Trì danh chính là nhất hướng chuyên niệm Bốn chữ này Quan trọng Tính nguyện trì danh Hy vọng đồng học chúng ta phải nghiêm túc mà nỗ lực để không bị người ngoài làm ảnh hưởng cùng với một vị thầy. Vị thầy này sẽ giúp đỡ bạn thầy giáo quá nhiều thì sẽ xảy ra vấn đề. Trước đây tôi đã từng báo cáo quá cùng với chư vị tôi vẫn còn có được một chút duyên chính là truyền thống sư thừa của trung quốc sư thừa là lão sư sẽ có yêu cầu đối với học sinh gồm ba sự việc thứ nhất bạn trước khi bái sư lão sư nói với bạn những gì anh học trước đây tôi hoàn toàn không thừa nhận đây là điều kiện đầu tiên điều kiện thứ hai kể từ hôm nay chị có thể học với một mình thầy chị có thể nghe một mình thầy giảng kinh dạy học không được tìm người thứ hai bất kỳ đại đức nào giảng kinh hay diễn giảng ở nơi này đều không thể đi nghe trừ phi lão sư đồng ý thầy không đồng ý thì không thể đi điều thứ ba kể từ ngày bạn bái sư bạn xem văn tự bạn xem những sách gì xem những kinh gì đều phải thông qua sự đồng ý của lão sư. Lão sư không đồng ý thì không được xem. Khi bạn hoàn toàn tiếp nhận rồi, sau cùng lão sư sẽ nói với bạn có thời hạn là 5 năm. Nội trong 5 năm này nhất định phải tuân thủ. Bạn mới có thể học được ba điều kiện này là cái gì chính là giác minh diệu hạnh bồ tát nói không hoài nghi không xen tạp không gián đoạn là cùng với một vị lão sư bạn cùng với hai vị lão sư cách nghĩ cách nhìn của các thầy không giống nhau thầy giáo giảng không giống nhau thì bạn rốt cuộc theo ai Ba vị thầy giáo thì mê hoặc điên đảo rồi. Ba người thì ba cách nói, vậy phải làm sao? Bốn thầy giáo thì bốn cách nói. Vậy thì bạn sẽ hết biết đường đi rồi. Giáo học của Trung Quốc là từ xưa đến nay chính là một vị thầy giáo. Không thể cùng lúc với hai vị lão sư học xong với một vị lão sư rồi, tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp đại khái thì đều là 5 năm. Thời hạn học tập là 5 năm. Sau 5 năm bạn rời khỏi rồi. Nếu như bạn cảm thấy vẫn còn có cao minh, bạn có thể cùng với một vị đó học tiếp được. Điều này có thể bạn lại cùng với một vị lão sư, vị lão sư đó lại nói với bạn, những gì trước đây anh học tôi không thừa nhận, tại vì sao? Thừa nhận thì phải biện luận. Biện luận thì rất vất vả. Thầy giáo không muốn cùng với bạn biện luận. Tôi không thừa nhận, anh phải nghe tôi. Anh nếu không phục, không phục thì anh ra đi. Tôi không dạy anh, hãy tìm cao minh khác. Đây gọi là sư thừa Bạn thật sự nghe lời Thì thầy giáo sẽ thật sự giúp đỡ bạn Chân thật thành tựu cho bạn Thầy giáo không có hy vọng nào khác Là hy vọng bạn thành tựu Những điều này chính là do cậu nhân nói Tội bất hiếu thì có ba Trong đó không có người nói giỏi Là tội nặng nhất Lão sứ mà không có truyền nhân Thì thầy không có hậu Đối với thầy giáo của thầy Thì thầy là bất hiếu Chí ít cũng cần có một người truyền thừa Hy vọng đạo học thuộc này Được truyền lại Mãi mãi Đời đời kiếp kiếp Đều có truyền nhân Không định là duyên phận gì Mà thành tựu Có thể phát dương quang đại không có truyền nhân thì bị diệt rồi bị đoạn dứt rồi cho nên nguyện vọng của một đời thầy giáo chính là hy vọng tìm được một học trò có thể kế thừa nhất định không có đố kỳ chướng ngại Học trò mà học vượt qua cả thầy Thầy giáo liệu có sự đố kỵ Mà làm chướng ngại họ không? Có Thời xưa cũng có Không phải không có Nhưng trong lòng người học trò có sự cân nhắc Thật sự học thành rồi Đương nhiên cùng với cảnh giới của thầy giáo Thậm chí là vượt qua cả thầy Họ hiểu rằng cần phải tránh đi Họ hiểu rằng cần phải tôn trọng Thầy. Thầy giáo có chỗ bất mãn họ. Thậm chí chướng ngại họ, họ hiểu là cần phải tránh đi. Đây là trí huệ. Không tổn hại đến tình cảm Thầy trò. Sẽ không bị người ngoài đàm tiếu. Đây thật sự gọi là hiếu đạo Cầu sau cùng này Phát tâm chi yếu Bất ngôn khả dụ Việc phát tâm quan trọng Quá quan trọng rồi Chúng ta xem tiếp mặt sau, đoạn nhỏ thứ 9. Nhất hướng chuyên niệm Tức chuyên hằng ý chỉ, trì danh niệm Phật. Pháp môn chi nghĩa. Chuyên là chuyên nhất hằng là vĩnh viễn không thay đổi ý chỉ của bộ kinh là dạy cho chúng ta phương pháp tu hành chính là trì danh niệm phật đây gọi là nhất hưởng chuyên niệm Di Đà trong lúc tu nhân phát ra đại nguyện mười niệm tất sanh nên hành nhân phát bồ đề tâm nhất hưởng chuyên niệm ác được vạn sanh tịnh độ chứng trọn vẹn diệu quả bất thoái ngữ khí vô cùng kiên định để cho chúng ta đọc mà không có một chút nghi ngờ chúng ta xem nguyên văn chú giải của niệm lão nhất hướng chuyên niệm giả nhất hướng nhị từ hữu số nghĩa cũng có vài ý nghĩa thứ nhất là ngã theo một hướng mà tiến tới đây là nhất hướng thứ hai là lệch hẳn về một phía cũng là nhất hướng thứ ba là một phương vị thứ tư là gộp chung lại thứ năm là một khoảng thời gian cái từ nhất hướng này có năm ý nghĩa cố trì nhất hướng chuyên niệm a di đà phật chính là chuyên hằng ý chỉ trì danh niệm phật pháp môn chuyên là chuyên nhất hằng là có hằng tâm tuyệt không thay đổi Y chỉ, y là định rồi. Trì danh chính là chấp trì danh hiệu. Trì là bảo giữ. Giữ ở đâu? Bảo giữ ở trong tâm. Trong tâm có Phật, có A-di-đà Phật. Nhất định không được quên mất. A Di Đà Phật. Đây pháp môn niệm Phật tịnh độ là pháp môn cầu sanh tây phương cực lạc thế giới. Nhất hưởng chuyên niệm bổn ư di đà bổn nguyện đệ thập bá thập niệm tất sanh chi đại nguyện. Nhất hưởng chuyên niệm có lai lịch của nó Từ đâu mà có Là từ bổ nguyện của A-di-đà Phật Trong bổ nguyện có 48 điều Trong 48 nguyện Có nguyện thứ 18 Nguyện thứ 18 có một câu kinh văn Thập niệm tất sanh Nhất hưởng chuyên niệm chính là lấy cái nguyện này Làm y cứ làm căn cứ Đức Di Đà trong lúc tu nhân phát ra đại nguyện mười niệm tất sanh nếu hành nhân phát Bồ đề tâm nhất hưởng chuyên niệm áp được vãng sanh tịnh độ chứng trọn vẹn diệu quả bất thoái Tu học thịnh độ thì câu này là viên mãn rồi là nói đến tận cùng rồi bởi vì a di đà phật lúc ở nhân địa trước khi chưa thành phật lúc mới học Phật địa vị của Ngài cũng tương đương như chúng ta hiện nay. Ngài khi xuất gia với tên gọi là Pháp Tạng Tỳ Kheo Pháp Tạng Tỳ Kheo vô cùng từ bi Nhìn thấy chư Phật sát độ Và lục đạo chúng sanh Khổ không nói nên lời Ngài đã phát ra đại tâm Làm sao giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi viên mãn thành tựu vô thượng bồ đề ngài đã khởi lên cái ý niệm này đây là do ngài từ bi đến cực độ chư Phật như lai không nghĩ tới Phật Phật đạo đồng trí huệ đức năng là bình đẳng tại vì sao chỉ có A Di Đà Phật ngài phát ra chư Phật tán thán đối với ngài nói quan Trung cực tôn Phật Trung chi vương Phật với Phật là bình đẳng Tại vì sao Ngài lại phát ra? Vì lúc còn ở nhân địa, người khác không nghĩ đến, nhưng Ngài nghĩ đến. Không những nghĩ tới, mà Ngài còn đem nó thực tiễn. Làm sao mà thực tiễn? Lão sư chỉ dạy Ngài, Ngài thịnh phá với lão sư ngài có cái nguyện này vậy cái nguyện này làm thế nào mới có thể thực tiễn lão sư liền chỉ ngài con hãy đến thập phương sát độ xem thử xem tự mình đi khảo sát trong các cõi nước chư phật có cái tốt cái thiện còn ghi chép lại Rồi áp dụng chúng Những điều bất thiện thì con đừng lấy Cái mà chúng ta gọi là Thủ nhân chi trường Xã nhân chi đoạn Ngài dùng thời gian Hết năm đại kiếp Nghiêm túc Đến tất cả các loại nước của chư Phật Để học hỏi không bỏ sót còi nước của vị Phật nào. Cứ như vậy mà tổng kết thành 48 nguyện. 48 nguyện chính là tổng kết tâm đắc của ngài. Là tất cả những gì ngài mong muốn. Cái hành động này, cái phương pháp này, hiện nay khoa học gia đều tán thành và rất hợp với logic. Không phải bạn có thể nghĩ ra được, cũng không phải thầy giáo nghĩ ra mà dạy bạn, không phải như vậy, mà do bạn đích thân ra bên ngoài, khảo sát mà có được kết quả. 48 điều này là những gì tốt đẹp nhất trong tất cả thế giới chư Phật nhưng có một số thế giới có được, có một số thế giới lại thiếu vài điều. Và cứ như vậy mà hoàn toàn y theo 48 nguyện kiến lập thành cực lạc thế giới. Vì vậy cái thế giới này đương nhiên vượt qua tất cả thế giới chư Phật. Cái tốt của tất cả thế giới chư Phật, thế giới của ngài đều có. Cái không tốt thì hoàn toàn không có Bất kỳ trong thế giới của vị Phật nào Ngài đều có sự chọn lọc Ngài nơi nào không chọn lọc được Ví dụ cái thứ nhất Thế giới của chúng ta Thế giới ta bà Trong lục đạo Có thiên đạo Có A-tu-la đạo Và có nhân đạo phía sau có tam ác đạo tam ác đạo không tốt nên ngài không chọn atula đạo không tốt ngài cũng không chọn cho nên phàm thánh đồng cứ độ ở thế giới cực lạc chỉ có hai đạo thiên đạo và nhân đạo ba loại bất thiện thì nơi này đều không có không có quả chứ vị phải biết là do không có nhân có nhân thì có quả vì vậy người của thế giới cực lạc chắc chắn không có tham sân si tại vì sao tham sân si là nghiệp nhân của tam ác đạo chắc chắn không có đố kỵ ngào mạn ganh ghét tại vì sao đó là nhân của atula Chúng ta từ chỗ không có quả báo này liền nghĩ tới cái thế giới đó không có ác nhân, không có ác duyên, không có ác quả. Thật quá tốt. Những sự việc này Ngài Pháp Tạng lúc còn làm tỳ kheo đã nghĩ ra Thời gian là năm kiếp Năm kiếp thì Ngài thành Phật. Thời gian dài như vậy, dùng tâm lương thiện đến vậy, khẳng định đắc được. Vô sanh, Pháp nhẫn. Đắc được tự tánh bổn định. Đầy đủ viên mạng trí huệ, Ngài thấu suốt rồi. 48 nguyện này là thành tựu của thế giới cực lạc. Tất cả cõi nước của chư Phật đều không thể so sánh với cực lạc. Như vậy thì chư Phật nhìn thấy có muốn không? Ngài ấy kiến lập thế giới cực lạc, ta cũng có thể kiến lập một cái. Đây là cái gì? Là muốn tranh với người rồi. Nếu có ý niệm này thì họ là phàm phu, không phải là Phật, Phật là như thế nào? Như như bất động. Đối với thế giới của bạn, tán thán hoan hỷ. Trong thế giới của tôi vẫn còn chúng sanh chưa được độ, gửi tới, gửi đến thế giới của ngài. Cho nên, tất cả chư Phật Như Lai trong lãnh thổ của mình đều làm những công việc gì? làm tuyên truyền giới thiệu mọi người ở đây tu hành khó khăn có một nơi tu hành rất dễ dàng hãy đi đến cực lạc thế giới không có vị Phật nào là không giảng kinh vô lượng thọ không có vị Phật nào không giảng di Đà kinh quán kinh hay nói cách khác là tịnh độ ba kinh là tất cả chư Phật ứng hóa tại thế gian thì nhất định phải nói ba bộ kinh này những kinh khác không giảng cũng không sao, nhưng bộ kinh này không thể không giảng. Cũng có nghĩa là tất cả chư Phật đều trở thành gì? Trở thành người giới thiệu của A Di Đà Phật. Là nơi chiêu sinh để ngài đến đưa đón học sinh. Thành tựu của A Di Đà Phật chính là thành tựu của tất cả chư Phật. Ngài không có phân biệt. Thành tựu của cực lạc thế giới chính là thành tựu của tất cả chư Phật sát độ. Điều này chân thật bất khả tư nghị. Tất cả chư Phật chính là một vị Phật. Một vị Phật chính là tất cả chư Phật. Một thế giới là tất cả thế giới. Tất cả thế giới là một thế giới. Khi nào thì hiểu rõ được đạo lý này hiểu rõ được chân tướng sự thật này cho nên đức di đà trong lúc tu nhân phát ra đại nguyện mười niệm tất sanh nếu hành nhân phát bồ đề tâm nhất hưởng chuyên niệm ác được vãng sanh tịnh độ chứng trọn vẹn diệu quả bất thoái. Diệu quả chính là chân chính vô thượng Bồ Đề, chính là những gì Hoa Nghiêm Kinh thuyết về diệu giác như lai. Nhất định sẽ hoàn thành ở cực lạc thế giới. Người vãng sanh, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ trong kinh đều do phát Tâm Bồ đề nhất hưởng chuyên niệm á di đà Phật nhi vạn sanh cực lạc tịnh độ câu nói này vô cùng quan trọng tam bối vạn sanh đây là phần lớn thượng bối vạn sanh là ở tại nơi này mình tầm kiến tánh đại triệt đại ngộ giống một số người nào là ba vị lão nhân ở chùa phật lai Theo cách nghĩ Trong lòng tôi Mỗi người các ngài Đều là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Họ vạn sanh cực lạc thế giới Là thượng phẩm thượng sanh Họ đều không biết chữ Không có đi học qua Đều không được nghe qua Phật Pháp Vậy Nhờ vào cái gì? Thật thà nghe lời, thật làm. Ngày nay chúng ta phế bình kinh, phế bình luận, phế bình tất cả các pháp, không thật thà, không nghe lời, không làm thật. Có thể vạn sanh không? Không thể. Vẫn là tiếp tục lục đạo luân hồi, trong lục đạo luân hồi khẳng định là tam ác đạo tại vì sao coi thường kinh điển phê bình những vị đại đức này để lại sai lầm cho chúng sanh để rất nhiều chúng sanh nghe thấy những ngôn luận của bạn rồi không biết tin vào đâu không biết tu theo sách nào thì mới tốt cả trách nhiệm nhân quả này bạn phải gánh bạn không thể tránh khỏi khởi tâm đồng niệm ngôn ngữ tạo tác phải luôn nghĩ đến nhân quả Người tu hành chân chính Tâm địa thanh tịnh Không nhiễm mảy trần Bản thân chúng ta Bị rất nhiều tập khí phiền não ô nhiễm Mà còn tự cho rằng mình thông minh Còn muốn ô nhiễm luôn người khác Cho nên thật sự không tin cũng không sao Bạn học Pháp xứ Hải Hiền Một câu Nam Mô Á Di Đà Phật 92 năm niệm đến cùng Bạn nhất định sẽ thành công Cũng sẽ giống như Ngài Thượng Thượng Phẩm Vãng Sanh Đây là sự thật không phải là giả Dưới đây Đã nói rõ Chánh nhân Ấy là do giác ngộ là quả Tâm là nhân Phương tiện rốt ráo Phơi bày trọn vẹn nguyện hại nhất thừa của Di Đà Sáu chữ hồng danh Oai thần công đức không thể nghĩ bàn Đây là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với chúng ta Mục đích Phật giảng kinh là gì? Là kêu chúng ta tin tưởng thì mục đích liền đạt được tin tưởng Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là có thật. A-di-đà Phật là có thật. Tính nguyện niệm Phật nhất định được sanh Công đức này liền viên mãn rồi. À, Hiện nay chúng ta xem thử chính loại vọng sách này xem. Dịch thành trung văn thì có chín loại bộn sách Về kinh vô lượng thọ Lấy mỗi một loại tỉ mỉ mà xem xé Xem coi có cái mục đích này không Có thể khởi cái tác dụng này hay không Vậy chúng ta thật tin Thật nguyện Một có Phật hiệu niệm đến cùng Nếu như tất cả đều có Thì đó là một quyển sách tốt Đều không có vấn đề Cái đạo lý này cần phải hiểu thì chúng ta mới không tiếp tục tạo nghiệp nữa. Chúng ta mới thật sự là đệ tử của Phật. Nếu muốn Phật Pháp Hưng, chỉ có tăng khen tăng. Đệ tử Phật Môn, thì mọi người nên tán thán lẫn nhau, Phật Pháp liền hưng thịnh. Nếu như phê bình lẫn nhau, công kích lẫn nhau không bỏ qua cho nhau thì phật pháp diệt rồi tại vì sao để chúng trong xã hội một khi xem thấy mọi người đã loạn thành hỗn độn hết rồi tôi sẽ không học thứ này của anh sẽ rời xa bạn mà đi điều này làm cơ hội học phật của một người đoạn dứt rồi cái trách nhiệm này ai chịu tội làm đoạn mất pháp thân huệ mạng của người so với giết họ thì còn nghiêm trọng hơn cho nên nói một câu phật hiệu này là quả giác của a di đà phật quả giác viên mãn chúng ta ngày nay niệm phật hiệu này Đem các vật hiệu này để trong tâm Làm thành nhân tâm của chúng ta Cả nhân này là vạn sanh cực lạc thế giới Là chánh nhân Bất thoái thành Phật Cái pháp này là cứu cánh phương tiện Phương tiện đến cực độ Không có cái nào phương tiện hơn so với cái này Toàn hiển di đà nhất thừa nguyện hải Sáu chữ hồng danh Giáo lý của A Di Đà Phật là nhất thừa, chính là dạy bạn một đời thành Phật, không cần đợi đến kiếp sau. Sáu chữ hồng danh, nam mô A Di Đà Phật. Sáu chữ này là oai thần công đức, không thể nghĩ bàn. Một đời này của bạn thật có thể nắm bắt được Nhất định được tất cả chư Phật tán thán Bạn thật là tài ba Bạn thật quá may mắn rồi Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Làm sao mà bạn Lại gặp được hết rồi trong phật pháp nhất là pháp môn tịnh độ bạn có thể gặp được pháp môn này gặp được những kinh luận này gặp được những bậc đại đức này đem những sự việc này giảng rõ ràng minh bạch cuối cùng thì bạn thật sự tin tưởng và không còn hoài nghi nữa phát tâm cầu vạn sanh tịnh độ tôi thật sự niệm phật rồi công đức này không thể nghĩ bàn thật là ngàn năm khó gặp hôm nay thời gian đến rồi chúng ta học đến chỗ này nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc trong sanh tử luân hồi dù rằng biển nghiệp mênh mông núi tội chập trùng di đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương thời thời đưa tay ra tiếp dẫn từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm di đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp. Mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai thế xuất thế gian nghĩ cho mãi không niệm di đà thì niệm ai phát tâm cúng dường tịnh thất quan âm địa chỉ website www vô lượng thọ vn